Tem luôn đó. Cái nhẫn này thì là tầm cỡ khoảng là 2 chỉ 6, 2 chỉ 7. Cái sợi dây này là tầm cỡ khoảng, để em coi mấy chị. Chờ em một chút xíu. Cái dây này là cỡ khoảng là 8 chỉ 3 trở lại nha. Rồi đôi bông này là tầm là cỡ khoảng bao nhiêu bé? Úc. Đôi bông này là tầm khoảng 1 chỉ trở lại. 1 chỉ hơn đôi bông này nha. Bông đích đẩy rất là đẹp, đeo nguyên một set bộ này luôn. Em có tấm lắc nữa nhưng mà đeo nhiều quá. Rồi em quay cận cảnh giúp chị. Đây là hôm nay em sẽ giới thiệu sơ lược qua là toàn bộ là đồ bộ. Nói về là những sản phẩm về con công nè, rồi con bướm nè, rồi là con cóc nè. Đó, đẹp lắm. Rồi đây là con hồ ly. Đây, nguyên một dãy. Đây là con dê, rồi xong rồi là con cá. À, con mèo gì, con mèo thằng tài, rồi con chuột, rồi con rắn, rồi xét ra quay eo đây đó, Chanel. Đây là dòng lẻ đó, em quay sơ lược qua cho khách nha. Rồi đây là dây xoắn luôn, dây xoắn 1.5 chỉ, 2 chỉ, dây xoắn 5 chỉ. Đây là dây bi đó, đây là các bên dây liền mặt tắt cắt cỡ luôn, dây từ dây lớn đến dây nhỏ luôn đó, rất là nhiều. Em quay sơ lược qua thôi, rồi lát nay em sẽ quay cận cảnh cho khách hàng yêu thấy nha. Rồi ở bên này là nhẫn ha, đó nhẫn rất là đẹp. Rồi xong rồi mặt dây chuyền, rồi dây liền mặt, rồi bông tai rất là nhiều, dây đen của nữ luôn ha. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu cận cảnh về đồ bộ. Bộ đầu tiên thì là bộ con công. Để em gửi cái nhẫn này ra ha. Em gửi cái nhẫn này ra, em sẽ đeo lên cái bộ con công cho quý khách thấy. Bé Như Ý quay kịch bản là Như Ý quay mà. Đây bộ con công này là nó có 3, tầm là cỡ khoảng một lượng trở lại. À, một cái vòng và nhẫn và đôi bông tầm một lượng trở lại ha. Bộ con công đầu tiên này là có 3 thôi, bộ 3 đó. Cái bộ con công này thì là tầm là cũng một lượng, một lượng hai. Cái này là set 4 món ha. Đây rất đẹp đó, đẹp lắm đó. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi là bộ hai bộ đây đó. Bộ này nữa nè, cưng lắm. Em có rất là nhiều bộ công ha. Đây, này là có bông tai luôn. Đó, rất là đẹp. Cái tầm bộ này có khoảng là một lượng hai luôn ha. Tất cả các con công này là tầm có khoảng một lượng hai trở lại ha. À, quý khách nào thích đó thì chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi gọi qua số điện thoại 0938167253 thì là đội ngũ nhân viên của em sẽ trả lời nhanh nhất cho quý khách ha. À, còn không thì là nhắn tin qua bên Messenger hoặc là Zalo cũng vậy luôn ha. Đây tầm một lượng hai nha, bộ con công này tầm một lượng hai luôn đó, rất là đẹp. Con công này nó đang bay đây, đẹp quá trời đẹp. Đây tiếp tục bộ nữa, em về tới 8-9 bộ con công gì đó lượng đó. Ni tay thì là em sẽ đủ ni đủ size cho quý khách hết. Rồi tầm một lượng hai trở lại ha, quý khách nào thích thì chụp lại màn hình giúp em nha. Con công này là tầm một lượng mốt trở lại nè, con công này là tầm một lượng mốt trở lại, quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi tiếp tục bộ nữa nha. Rồi cái bộ này tầm một lượng hai trở lại ha, chị để tay về thấy rõ không? Thấy rõ ha. Rồi thank you.
Rồi cái bộ con công này, xếp con công này là tầm cỡ khoảng là cũng là một lượng 2 trở lại quý khách ha. Thích sản phẩm nào chụp lại màn hình giúp em nha. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đâu còn thời gian nhiều, còn rất là nhiều sản phẩm để lên cho khách hàng đó. Đây, cái bộ con công này thì là nó tầm cỡ khoảng 5 chỉ hơn xíu. Đó, con công này đích đẩy luôn, rất là đẹp. Cái tay thanh thanh mảnh mảnh là đều đeo được hết nha. Con công này nó nhỏ hơn mấy con công kia chút xíu, rất là đẹp. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Bây giờ là qua cái set con bướm ha. Cái set con bướm đầu tiên là tầm cỡ khoảng là 7 chỉ hơn chút xíu nha quý khách nha. Bướm mà. À, có đôi bông nữa em. Rồi. Cái này là set 4 món tím nha. Con bướm bướm. Bướm thấy rõ không? Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Điện thoại theo số 0938167253 thì đội ngũ nhân viên của em sẽ tư vấn nhiệt tình cho khách hàng yêu nha. Vàng của em là vàng 610, vàng của công ty nha quý khách ha. Quý khách nào mà chốt đơn trên online á thì là được là thưởng được là giảm 100.000 đồng trên một sản phẩm ha. Được chốt trên online là được giảm rất là nhiều thứ. Cái bộ con bướm này là tầm cỡ khoảng là 7 chỉ trở lại nha. Đẹp lắm đó, 7 chỉ nha. Rồi. Con bướm này là tầm một lượng nha. Em có đủ ni tay hết. Đó, rất là đẹp. Khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Hôm nay em về là các loại con giống như là thế giới động vật vậy đó. À, quý khách nào mà say mê về những cái con ấy, thì là quý khách sẽ ủng hộ em ha. Bây giờ tới là con cóc nha. Cái bộ con cóc này là tầm cỡ khoảng là một lượng mốt ha. Con cóc này là tầm cỡ khoảng... Con cóc này ra tầm cả khoảng một lượng mốt nha quý khách yêu nha. Đó, rất đẹp. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em. Đó, cân lắm. Rồi, ra tiếp tục nữa ha. Này là con cóc nằm trên cái thổi vàng. Đó là con cóc này là đủ màu ha. Cũng là đích đẩy hết luôn. Một bộ của nó là tầm có khoảng là 6 chỉ hơn nha. Đó, rất là đẹp. Đây, rất là đẹp. Yeah. Cóc này nó nhẹ nhẹ vàng nè, dễ đeo nè. Đây là khắc đồng tiền hết toàn bộ luôn. Cái đai khắc đồng tiền luôn, cưng lắm. Rồi, ok. Con bộ cóc này là tầm cỡ khoảng 6 chỉ hơn luôn. Cái mặt đâu em? Cóc này là 4 con cóc. Nó ngậm một cái trái dâu. 4 con cóc ngậm một trái dâu. Nha. Con cóc này nó còn sống nha quý khách nha. Đó, đẹp lắm đó nha. Rồi, quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em tiếp tục đi bé ơi. Nó có hai màu. Nó có hai màu. Đây, xếp của nó hai màu. Màu này và màu này, hai màu. Các bạn nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Cóc này là 4 con trên một cái vòng. Nó ngậm một cái con nào cũng ngậm một cái viên ngọc màu xanh hết. Là nó bao vô cái trái châu đồng tiền. Rất là cưng và đẹp lắm. Nó đeo thuộc dạng như phong thủy vậy đó. Con này nó có 4 vòng này, nhẫn nè, và mặt và bông nữa. Úp. Đây. Chiếc bông của nó nè. Chiếc bông của nó đích đẩy luôn nha quý khách nha.
Rồi, có hai mẫu nha. Hai màu. Rồi. Con cóc này là màu xanh, cũng là đai đồng tiền luôn. Nó nằm trên nguyên một đống đai đồng tiền luôn quý khách nha. Nó rất là đẹp. Hôm nay là em về xét các loại con vật luôn đó. Rồi. Này cả tầm là 5 chỉ hơn, 6 chỉ trở lại. Đây là 6 chỉ trở lại, 5 chỉ hơn. Đó, rất là đẹp. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Con cóc này là nó nằm ngang nó ôm cái thỏi vàng. Và cái thỏi vàng nó là full tấm chính giữa và cái đai xung quanh của nó là màu vàng. Móc máy xung quanh hết. Bốn con cóc nối đuôi nhau, hai con bên này và hai con bên này. Sau đó là cái giành giật cái thỏi vàng đó, quý khách thấy không? Đó, con nào cũng mang trên mình một cái đồng tiền hết. Đây là đeo phong thủy nha. Này là đôi bông, bốn món, một sản phẩm này bốn món đẹp lắm. Dạ. Bút chào bóc giùm chị con cóc ở trên đó này. Bóc luôn chị, không thấy rồi. Cái bộ này là tầm cỡ khoảng 6 chỉ nha quý khách nha. Cũng là bốn con cóc. Bộ này đẹp. À, nó dí đuôi nhau, cái bộ này là đang hot nè. Nó viền cái bộ này. Đang hot. Đeo một chiếc thôi. Đây, rất là đẹp, nó moi với nhau. Bốn con nằm lên trên cái đồng tiền bự, thiệt là bự nằm giữa. Nên em diễn tả cho quý khách thấy nè. Sợ cái buổi live stream nó không có thấy rõ nè. Cái đai đồng tiền nó nằm ở dưới. Tấm là hai hàng hai bên. Bốn con cóc là nối đuôi nhau. Nó không có thấy rõ nè. Cái đai đồng tiền nó nằm ở dưới. Tấm là hai hàng hai bên. Bốn con cóc là nối đuôi nhau. Con nào cũng ngậm nguyên một cái đồng tiền hết. Đó. Cái đai của nó là đồng tiền luôn nha quý khách nha. Cái đai, cái dòng cũng đồng tiền, mà đai nhẫn cũng vậy luôn. Rồi. Đây một bộ này ha. Rồi quý khách thích thì là chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi điện thoại theo số 0938167253 thì đội ngũ nhân viên của em sẽ tư vấn nhiệt tình cho khách hàng. Hay là chụp lại màn hình xong rồi là nhắn tin qua Messenger hoặc là vô trong Zalo đó cũng được. Chào khách miếng rồi. Nãy giờ giới thiệu hai ba sản phẩm rồi, bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ em sẽ giới thiệu anh con hồ ly ha. Đây là một set hồ ly luôn, đủ màu luôn ha. Một set hồ ly đủ màu. Đó. Đủ màu. Rồi bây giờ thì em sẽ giới thiệu cận cảnh nha, những cái sản phẩm ha. Một bộ hồ ly này thì là tầm 6-7 chỉ gì đó. Bộ hồ ly này tầm 6-7 chỉ trở lại. Bộ hồ ly này tầm 7 chỉ trở lại. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em để cái bộ này xuống ha. Bộ hồ ly này em về 2 bộ. Cái này là hồ ly tắm đai đồng tiền nha. Em về 2 bộ. Cái bộ hồ ly này, bộ hồ ly tầm là một bộ của nó là 4 luôn ha. Gồm có vòng bông mặt, vòng bông mặt vàng nhẫn thì là tầm cỡ khoảng là 4 chỉ rưỡi trở lại. Thấy rõ không bé? Quay rõ cho các thấy nha. Đai của nó là đai đồng tiền hết. Con hồ ly em quay ghi sát con hồ ly giúp chị. Đó. Con hồ ly này nó đang ngậm một cái đồng tiền và cái đuôi nó móc máy, full tấm trên đầu và mắt màu đen ha quý khách nha. Bông thì là bông toàn ten. Đeo nó không có đau tai. Và em cũng có dây chuyền sắn luôn, đi sổ qua này, dây chuyền này cỡ khoảng chỉ rưỡi chỉ 6. Dây chuyền sắn lá rất là đẹp, mẫu mới về nha. Rồi, quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em và điện thoại theo số 0938167253 thì đội của em sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý khách hàng nha.
Rồi bây giờ em lên cái set màu đỏ ha. Cái này em về chỉ có một bộ một thôi. Cũng là hồ ly luôn nha. Bông tai này là bông tai đứt đẩy. Bộ này là tầm cỡ khoảng là 6 chỉ trở lại quý khách nha. Bông tai đứt đẩy, bộ hồ ly. Đó. À, bên đai bên tay trái thì là full hộp. Bên tay phải, bên phía bên móc bên phải thì là đai trơn. Mắt thì là màu đỏ. Phối dưới kết hợp tinh tế của cái vale màu đỏ. Rất là sặc sỡ và đẹp. Quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em ha. Rồi điện thoại theo số 0938167253. Hay là chụp điện thoại xong rồi gửi tin nhắn qua Messenger hoặc là Zalo thì nhân viên em sẽ phục vụ tận tình cho quý khách ha. Em nhắc lại là ngày mai vào lúc là 18 giờ thì nhằm là 6 giờ chiều ngày mai vào Chủ nhật. Chủ nhật là ngày 30 của tháng 8, quý khách dành một chút thời gian quý báu để đón xem buổi livestream của em ha. Trong buổi livestream là em sẽ giảm tiền công một sản phẩm là 100.000 đồng và niêm yết giá vàng. Cái bộ này thì là tầm cỡ khoảng là 7 chỉ rưỡi trở lại ha quý khách nha. Rất là đẹp. Em có 3 màu. Màu này và màu xanh này. Và màu đất á, màu vàng đất á quý khách. Đó. Cái này là có nguyên bộ hết nha quý khách nha. Quý khách nào thích thì chụp lại màn hình giúp em. Rồi em có 4 bộ ha. Cái này em có 4 bộ. Đó, quý khách nào thích chụp lại màn hình 4 cái bộ này giúp em ha. Rồi điện thoại theo số 0938167253 thì đội ngũ nhân viên em sẽ tư vấn nhiệt tình ha. Rồi em để cái bộ này xuống giúp chị. Rồi bây giờ là bộ hồ ly thì em đã kết thúc, thì em sẽ quay tiếp tục bộ con dê. Bộ này em chỉ có về một bộ một thôi nha. Bộ con dê về một bộ thôi, nó không có bông tai quý khách nha. Bộ này là tầm cỡ khoảng là 7 chỉ. Bộ này tầm 7 chỉ, nó có 3 cái dòng. Cái set này 3 món, cái dòng nè, cái nhẫn nè và cái mặt dây chuyền không có bông nha quý khách nha. Em về chỉ là một bộ thôi, khách nào thích chụp lại màn hình giúp em ha. Đó, rất là đẹp ha. Rồi, quay cận cảnh chưa? Rồi, để bộ này xuống nha. Tiếp tục là bộ con bướm đôi. Bộ này là tầm cỡ khoảng là 5, 6, 7, 7 chỉ rưỡi, 8 chỉ trở lại nha. Bộ con bướm đôi nó có 4, xếp 4 món, bông đích đẩy luôn. Rồi quý khách nào thích chụp lại màn hình giúp em cái bộ set này. Ngày mai em sẽ livestream những cái sản phẩm này cho quý khách hàng trao tay. Khách hàng yêu những sản phẩm đẹp và lạ nha. Rồi để set này xuống. Em còn nhiều sản phẩm lắm đó. Rồi cái này set này chỉ có 2 cái.